Hello cô chú. Này Lạc ăn cơm thịt gà trộn pate. Do Lạc vừa muốn ăn gà, vừa muốn ăn pate. Mà cô chú có thấy gì lạ không? Đó là mặt bé Lạc hơi đen đen. Không phải do bé Lạc ở dơ nên mặt đen đâu nha, mà do sáng nay Lạc phụ ba sửa xe á. Sửa xong cái mặt bé Lạc thành như này, rồi như này nữa. Cái ông ba phải mang Lạc đi tắm liền. Chà quá trời chà, mà dính nhớt chà không ra hết. Cái giờ mặt Lạc đen đen như dính lọ nồi vậy. Chứ không phải do Lạc ở dơ đâu nha. Ông ba nói dính nhớt phải lấy xăng, chà mới ra được. Nhưng vậy thì không tốt, sợ rụng lông Lạc. Trụi hết lông rồi, Lạc hết đẹp trai thì sao? À? Nên thôi cứ để vậy, tắm vài lần cũng ra hết. Vẻ đẹp trai của bé Lạc phải được ưu tiên. Chứ tự nhiên đang đẹp trai mà hói trên mặt hơi kỳ á. Để Lạc kể cô chú nghe. Sáng nay không chỉ Lạc giúp ba sửa xe, mà Lạc còn giúp ba bắt được bốn anh tí trốn ở trong xe, cắn đứt dây điện làm xe không chạy được, phải tháo hết ra kiểm tra lại. Lạc cũng là chóa phát hiện ra tụi nó trốn trong xe. Cái cào xe kêu ông ba mở xe ra kiểm tra đó. Chứ không là không ai biết tụi nó làm nhà trong xe. Cô chú thấy Lạc giỏi không? Nên hôm nay Lạc được thưởng, vừa ăn gà luộc vừa ăn pate. Còn bình thường không thưởng thì khẩu phần ăn của bé Lạc cũng y vậy à, không có gì khác hết. Tại Lạc nói có thưởng đồ cho vui thôi, chứ hôm nào cũng ăn uống ngon như nhau hết á. Tại ăn dỡ là Lạc đâu thèm ăn đâu, mà ăn pate hôm nay nữa là hết rồi. Phải chờ qua tuần hai khứa kia về mới mang về cho Lạc. Chị ba nói nào Lạc bắt được mấy anh tí nữa thì chị ba thưởng snack gà sấy thơm ngon cho Lạc. Yes! Ông ba nhìn đi đâu vậy? Nói chuyện gì với bà má vậy ta? Đang đút cơm cho Lạc mà ông ba lo nói gì với bà má á? Không tập trung gì hết trơn. Đút lẹ để Lạc còn đi ngủ trưa. Mới tắm xong mát ngủ ngon nè. Mà nay cơm ngon nhưng hơi khô nhà ông ba. Tính đổ thừa chị ba trộn à? Mà nãy thấy ông ba trộn nên thôi coi như chưa chê gì đi. Nước đã. Nước. Phải như chị ba trộn là Lạc chê đã luôn. Chứ ông ba trộn mà chê, mai không có người đút cơm nữa. Phải biết người biết chóa thì mới sống lâu được. Ăn xong rồi, Lạc đi uống nước đây. Chào cô chú nha.